tay đấm có sở trường ngoay thẳng, tỏ ra khá hài lòng với chiến lược của nữa. Liệu Đình Chiến có thể thoát ra khỏi vị trí này hay không? Anh đang tỏ ra tương đối thiếu kinh. Đình Chiến liệu có thể chống cự đến bao giờ? 오늘은 24년 7월 6일 토요일 베트남에서 열렸던 격투 단체들의 대결에 관한 영상입니다. 한국과 일본, 베트남의 강한 파이터들이 출전했는데요. 고수를 찾아서 출전했던 극진공수도 출신 무술고수 김재영 선수와 팀메드의 이승현 선수도 출전하여 일본과 베트남의 강자들과 경기를 가졌습니다. 국내의 강자들의 최신 대결, 무술고수 김재영 선수와 일본 텐신 선수의 대결, 그리고 이승현 선수와 베트남의 팜딘첸 선수의 대결 두 경기 보겠습니다. At 83.82 kilograms and standing at 177 centimeters tall. Representing Narita, Japan, introducing Tenshin Iso. Incheon, South Korea, introducing Kim Jae-yo. 넷 반 ở góc đài xanh và Kim Jae Jung. Võ sĩ năm nay đã 41 tuổi của Hàn Quốc. Kim Jae Jung số 41 là một võ sĩ dày dặn kinh nghiệm. Anh đã có 42 trận thượng đài với 26 thắng và 16 thua. Trong khi đó với Tenshin Isobe, người vừa gục xuống sàn, anh đã thắng 2 và thua 7 trong 9 lần thượng đài của mình. Tình huống nhập cuộc rất mạnh mẽ của Kim Jae Jung. Và bây giờ Tenshin Isobe đã bắt được chân của Kim Jae Jung và tìm cách có một tình huống bẻ chân với võ sĩ này. Kim Jae Jung rất kinh nghiệm và anh đã thoát ra khỏi thế khóa sức của đối phương rồi. Bây giờ là những tình huống ra đòn rất nặng của Kim Jae Jung. Kim Jae Jung có cơ thể rất dày và vừa rồi là pha phản đòn hay của Tenshin Isobe. Quá mạnh ở tuổi 41 nhưng Kim Jae Jung vừa rồi đã bốc cả người đối phương lên và vật xuống sàn. Mọi diễn biến vẫn đang đứng hoàn toàn về phía võ sĩ dày dặn kinh nghiệm người Hàn Quốc Kim Jae Jung. Và bây giờ anh đã lấy được full mao round pound thôi. Một tay dựa lồng, một tay giã gạo. Đó là những gì mà Kim Jae Jung đang dành cho Tenshin Isobe. Không vội, vẫn là những đòn đánh rất nặng của Kim Jae Jung. Điều quan trọng là Isobe sẽ đáp trả như thế nào đây khi anh quá bất lợi vào lúc này, bị lấy full mao và còn ép sát vào thành lồng nữa. Thực sự là một vị trí khó nhất trong MMA rồi. Nỗ lực xoay hông để thoát ra của Tenshin Isobe nhưng nó chưa mang lại hiệu quả, bởi đơn giản Kim Jae Jung đang có ý đồ xoay người sang để tạo side control và có góc siết tam giác rồi. Thế khóa triangle, triangle dành cho Kim Jae Jung và Tenshin Isobe chưa có dấu hiệu có thể thoát ra. Và tap out! Trận main event khép lại quá trong vánh với phần thắng thuộc về võ sĩ 41 tuổi Kim Jae Jung, sinh năm 1983 và lớn hơn đối thủ của mình tới 12 tuổi. Nhưng Kim Jae Jung không cho để anh khép lại trận đấu một cách cực kỳ trong vánh. Thắng lợi 27 trong sự nghiệp của Kim Jae Jung và đây là thất bại thứ 8 của Tenshin Isobe. Corner from South Korea, Lee Seung-hoon. In the red corner from Vietnam, Pham Dinh Chen. Professional record, one victory tonight, stepping into the cage to search for his second victory as a pro, from Team Mad Busan, South Korea, introducing Lee Seung-ho. From Ho Chi Minh City, Vietnam, introducing Pham Dinh Chen.
là trận đấu hạng cân lớn nhất trong buổi tối ngày hôm nay. Với màn so găng giữa đại diện của Việt Nam Phạm Đình Chiến và đối thủ đến từ Hàn Quốc đó là Lee Seung Hyun. Phạm Đình Chiến của chúng ta, võ sĩ người Việt Nam, là một tay đấm có thể hình cực kiên tượng với chiều cao 1m92. Và ngay ở những tình huống đầu tiên của trận đấu này thì Đình Chiến đã có những pha ra đòn rất chính xác. Nhưng bây giờ thì Lee Seung Hyun đang áp sát và cố gắng để tìm cách chích đào được Đình Chiến. Phạm Đình Chiến là... Như vậy là Lee Seung Hyun đã chích đào thành công được Phạm Đình Chiến rồi. Tay đấm có sở trường Muay Thái. Anh tập luyện Muay Thái từ khá lâu và bây giờ mới bắt đầu chuyển sang MMA. Mọi thứ vẫn đang rất khó khăn với Phạm Đình Chiến. Được để cho Lee Seung Hyun lấy màu thế này thực sự là quá nguy hiểm với Phạm Đình Chiến. Anh vẫn đang thủ tốt nhưng liệu mình lại với nhau và tạo ra một thế khóa xiết. Đình Chiến đã lắc cái hông và chút nữa thì thoát ra được. Nhưng hơi khó khi mà Lee Seung Hyun cũng rất tinh quái. Và lúc này thì bao lượng của Lee Seung Hyun đang tỏ ra khá hài lòng với chiến lược của võ sĩ này. Trọng tài Nguyễn Viết Phú vừa phải nhắc nhở với Phạm Đình Chiến ở trong tư thế nằm thì sẽ không được sử dụng đòn gối. Rất khó khăn. Việc thi đấu dưới sàn như thế này thực sự là quá bất lợi. Và Đình Chiến chút nữa đã thoát ra được. Lee Seung Hyun vẫn có đủ kinh nghiệm để biết mình phải làm gì. Bây giờ thì Ryan Powell mất rồi. Còn một phút nữa, liệu Đình Chiến có thể thoát ra khỏi vị trí này hay không? Anh đang tỏ ra tương đối thiếu kinh nghiệm. Cái tay của Đình Chiến cùng những tình huống đẩy chân lên cũng phần nào hạn chế được những đòn giã gạo tới từ Lee Seung Hyun. Với võ sĩ của Thành Club, cẩn thận bất lưng. Đình Chiến xoay lại khá nhanh. Chúng ta cũng thấy là với các võ sĩ hàng cân nặng thế này thì việc xoay trở của họ cũng có nhiều hạn chế. Những giây cuối cùng, phải nói rằng ở trong trận đấu chuyên nghiệp đầu tiên của mình thì Phạm Đình Chiến đã phải đối mặt với quá nhiều khó khăn. Nhưng đây sẽ là những vấn đề, những điều mà anh phải làm quen khi bước lên sàn này MMA chuyên nghiệp. Của Phạm Đình Chiến trong hiệp 2. Đình Chiến là võ sĩ có sở trường Muay Thái, vậy nên đánh đứng chính là điều mà tất cả đều mong chờ. Hai đòn phang ống đồng của Đình Chiến đối với Lee Seung Hyun. Chúng ta phải nhìn nhận rằng những kỹ thuật của Phạm Đình Chiến vẫn chưa thực sự hoàn hảo. Nhưng sức nặng trong những cú đấm hay những cú phang ống đồng của Đình Chiến là rất tốt. Kinh nghiệm là thứ khiến Phạm Đình Chiến. Ở trong hiệp 1 thì phải tới những giây cuối cùng Lee Seung Hyun mới thực hiện các tình huống ground and pound. Chiến thắng đó là chiến thắng trước đối thủ đồng hương Kim Jun-sik hồi tháng 11 năm ngoái. Phạm Đình Chiến đã đưa được cái chân của mình lên để ngăn cản. Rất vất vả cho Phạm Đình Chiến. Một võ sĩ có sở trường Muay Thái, nhưng kể từ đầu trận cho đến nay thời gian đánh đứng của anh có lẽ chỉ tính bằng giây mà thôi. Còn lại hầu hết là những và phải chống đỡ những đòn khóa xiết, những đòn vật của Lee Seung Hyun. Và lúc này thì chúng ta chưa thấy có nhiều dấu hiệu về việc Phạm Đình Chiến có thể lật ngược thế cờ trước Lee Seung Hyun. Nhưng nhất thì về mặt tinh thần thì Phạm Đình Chiến vẫn đang cho thấy được nỗ lực tuyệt vời của mình. Ground and pound rất nặng của Lee Seung Hyun. Đình Chiến liệu có thể chống cự đến bao giờ? Bây giờ thì Phạm Đình Chiến chỉ còn biết ôm đầu chống đỡ thôi. Rất khó khi mà vị trí của anh là nằm dưới. Và đến lúc này trọng tài Nguyễn Phú đã buộc phải dừng trận đấu rồi. Thắng lợi bằng knockout kỹ thuật cho Lee Seung Hyun. Một thắng lợi hoàn toàn xứng đáng, quý giá để cho Phạm Đình Chiến hướng tới những kết quả thuận lợi của mình trong tương lai. Hơi đáng tiếc một chút nhưng không sao cả. Tinh thần chiến đấu của Đình Chiến là rất đáng khen ngợi. TKO victory from South Korea, Lee Seung Hyun.